Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Hòa Thành Quả. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Tình Soạn. Mùa nước nổi, từng cơn gió trướng cứ thi nhau thổi lùa trên những tán lá cây, đong đưa rồi lại chuyển xuống dưới mặt sông đang phẳng lặng, tạo ra từng con sóng nhỏ dập dìu. Sóng lá đang im đềm giấc ngủ, cảnh vật xung quanh cũng chìm trong bóng tối lờ mờ heo hắt. Duy nhất bên trong ngôi nhà mái ngói khá khang trang, còn leo lắt ánh đèn dầu, có một giọng nói vang lên lúc này của một người đàn bà trung tuổi. Mày gánh xong hết mấy lu nước chưa? Còn răng mùng cho bầy heo nó ngủ nữa, làm xong chưa? Sợ lại có một giọng nói nhỏ nhẹ khắc cất lên trả lời, đó là giọng của một cô con gái. Dạ, con làm xong hết rồi má. Bên trong gian nhà đường xây theo lối kiến trúc cổ xưa, đang có hai người phụ nữ, một già một trẻ, ngồi trên một chiếc giường gỗ bạch đằng. Người đàn bà lớn tuổi đó là bà Hai Lý, giàu có nhất vùng. Còn người ngồi phía sau lưng đang đều tay đấm bóp cho bà là đứa con dâu tên Mỹ Lệ. Lệ năm nay mới ngoài 20, cô về làm dâu nhà bà Hai Lý cũng gần hơn 6 năm. Năm đó cô lấy chồng khi mới vừa 17, cái độ tuổi còn non nớt và ngây thơ chưa từng nếm trải sự đời. Nhà của Lệ nghèo, quanh năm làm lụng cắm mặt ngoài ruộng đồng, cũng không đủ cơm gạo mà ăn, lại còn thêm cha bệnh. Lệ không có má, má của cô mất sớm cho nên nhà chỉ có hai cha con sống nương tựa vào nhau. Năm Lệ vừa mới tròn 15 tuổi, cha cô đột ngột qua đời vì không thể nào chống chọi lại với căn bệnh phổi hiểm ác do đêm ngày làm việc lao lực. Vì vậy có tiền chôn cất cho cha, Lệ phải bán thân và làm con ở cho nhà bà Hai Lý. Nhà của bà Hai Lý thì có độc nhất được một thằng con trai, nhưng trái tính trái nết, ỷ được cưng chiều nên suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng, không biết phụ giúp gì. Nhà thì trồng ruộng cỏ bay thẳng cánh. Thế nhưng bà Lý chỉ có thể thuê người làm, chứ trông mong gì được thằng con trai, mới bừng mắt ra là đã ra ngoài đường tụ tập bạn bè, rồi bày ra đủ thức các trò đàn đúm. Trên đó có bao giờ quan tâm hay lo lắng gì tới chuyện nhà cửa đâu. Lệ vốn là một người con gái nông thôn quen với cảnh chân lấm tay bùn, cho nên ngày cô về ở đợ nhà bà Hai Lý, thì tất cả mọi chuyện trong nhà cô đều làm rất gọn. Bà Lý nhìn Lệ mặc dù còn nhỏ nhưng lại giỏi giang tháo vát như vậy thì hết sức vừa bụng. Lâu lâu cũng thưởng riêng cho Lệ vài đồng bạc rồi muốn mua gì thì mua. Rồi đến năm Lệ 17, vào một đêm tối trời, cũng bên ngọn đèn dầu leo lắt, Lệ đang nằm trong gian bếp ngủ ngon lành thì bất ngờ bị một người đàn ông lao vào cướp đi đời con gái. Lúc đó cô vì sức yếu tay mềm nên không thể nào chống đỡ. Nhưng trong bóng tối lờ mờ cô vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đê tiện trên mình còn nồng nặng hơi men. Đó chính là con trai của bà Hai Lý, tên gọi là Vĩnh Thành. Vì tránh để cho bà con xóm giềng gần xa đàm tiếu, bà Lý buộc lòng phải cưới Lệ cho con của mình. Vì lúc bấy giờ pháp luật đã có sự thịnh hành. Vĩnh Thành lúc đó thì còn quá trẻ, thấy Lệ đẹp với còn xanh non cho nên cũng thuận lòng mà cưới. Với lại cũng nghĩ thôi thì thà cưới con gái ngoan hiền vẫn hơn là sau này cưới phải một cô vợ không biết làm gì, hoặc là có cái tính tiểu thư khó chiều khó dạy, theo như lời của bà Hai Lý. Mấy năm sau đó, Lệ sanh cho nhà chồng được một cô con gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Nhưng cả chồng với mẹ chồng đều tỏ ra rừng rưng, vì thứ họ muốn là một thằng con trai, một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Ngày Lệ còn yếu ớt nằm trên giường ôm con cho bú, nhà chồng không ai quan tâm hay ngó ngàng gì tới. Vĩnh Thành thì lại sanh tật chơi bời suốt ngày, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, dù vợ chỉ vừa mới sinh. Còn bà Hai Lý thì cũng đi ra đi vào đó, nhưng chẳng bao giờ bước vô buồng hay đả động gì tới con dâu cùng với cháu nội một lời. Chỉ có bé Ba là thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Lệ. Nó cũng là con ở trong nhà, nhưng tính tình rất tốt. Chắc tại vì nó cũng xuất thân bẩn nông nghèo khổ, cho nên nó hiểu được tình cảnh của Lệ. Suốt ngày trong những ngày cô ở cữ,
Chỉ có một mình con bé Ba là lo cơm nước giặt giũ cho hai mẹ con cô. Cho đến khi mà sức khỏe của cô ổn định và con của mình cứng cáp hơn một chút, thì Lệ mới nói với nó là cứ để đó cho cô tự làm. Giờ ngày qua ngày, Lệ phải vừa ôm con gái, vừa làm hết tất cả mọi chuyện ở trong nhà, vì bà Hai Lý đã cho con bé Ba nghỉ việc vì lý do nhà này đâu có dư tiền mướn thêm con ở chứ. Nuôi mấy miệng ăn đã muốn hao mòn tài sản, đã vậy còn không có biết đẻ. Ráng lo cho nó đi, rồi sau này nó cũng lấy chồng chứ nhờ vả được cái gì. Hay mỗi lần nghe mẹ chồng chỉ trích như vậy, Lệ chỉ biết ôm con gái vào lòng rồi cố nén nước mắt vào trong mà làm việc. Bà Hai Lý cũng chẳng bao giờ động vào cháu nội. Nhìn thấy con nhỏ, bà lại cảm thấy chứng mắt rồi dục. Con trẻ đẻ được thì tiếp tục đẻ đi, chừng nào đẻ được con trai mới nghỉ. Còn không thì đừng trách sao tao cưới vợ khác cho thằng Thành, liệu mà làm đó. Lệ không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu im lặng mà sống trong ngôi nhà lạnh lẽo không có tình thương. Đã vậy hàng ngày cô còn phải nai lưng ra để làm hết tất cả mọi công chuyện, xong rồi lại quay ra chăm sóc cho đứa con gái nhỏ. Hầu như không có phút giây nào mà Lệ được nghỉ ngơi hay có thời gian cho một giấc ngủ trọn vẹn, bởi cô chỉ có một mình. Trên chiếc giường rộng rãi lúc này, Lệ vẫn còn đang đều tay đấm bóp cho mẹ chồng. Vừa trả lời xong thì đúng là lúc Vĩnh Thành cũng bỗng từ bên ngoài cửa bước vào. Đi bên cạnh anh ta còn có thêm một cô gái lạ. Cô gái này còn trẻ, mặc dù không đẹp bằng Lệ, nhưng cô ta lại biết cách ăn mặc và trang điểm, cho nên trông có vẻ thời thượng. Vĩnh Thành không hề nhìn vợ mà chỉ nhìn bà Hai Lý rồi mỉm cười, còn hiên ngang vòng tay ôm eo cô gái kia cất giọng để sảng khoái. Má, này nhà có khách nha má. Bà Hai Lý ngước mắt nhìn con trai, hình như cũng nhận ra điều gì cho nên liếc nhìn quan Lệ một cái rồi nói. Đi đâu thì đi, chứ đừng có về đây rồi làm vậy, tao không có đồng ý đâu đó. Vinh Thành biết là mẹ của mình đang lo ngại điều tiếng, anh ta mỉm cười nắm tay cô gái kia rồi lại lên giọng giới thiệu. Má, đây là Ngọc, con gái của bác Nam Liêm, ở là chủ tịch trên xã đó má. Vừa nghe tới cái tên Nam Liêm, đôi mắt của bà Hai Lý đột nhiên sáng rỡ. Bà thay đổi thái độ nhanh như gió, ngay lập tức đứng dậy miệng cười tươi như hoa. Bà Lý níu lấy tay của Ngọc cất giọng già là vui mừng. Mèn đét ơi, hóa ra là con gái anh Nam đây hả? Hèn gì mà đẹp quá trời đó nè, ngồi xuống đi con. Ngọc lúc này mới gật đầu mỉm cười thân thiện chào bà Hai Lý. Vĩnh Thành từ đầu tới cuối không hề ngoái nhìn Lệ dù chỉ một lần. Anh ta còn thản nhiên thân mật với người con gái khác trước mặt cô, chẳng xem cô là vợ. Bà Hai Lý sau khi hỏi han xong với Ngọc mấy câu thì lúc này mới liền quay mặt lại nhìn Lệ hất hàm rồi nói. Nè, mày đi sau nấu một nồi cháo gà, xong dọn lên bàn rồi kêu tao. Đêm rồi làm cho nó lẹ cái tay lên, để khách người ta đợi không yên với tao đâu đó. Lệ không phải là không biết mối quan hệ giữa chồng với cô gái lạ kia, và cô cũng không dám lên tiếng, bởi trong cái nhà này Lệ chỉ giống như là một người ở nợ không công, chỉ được ăn cơm ngày hai buổi. Cô hoàn toàn không hề có một chút quyền hạn nào, khác hơn là được quyền làm mẹ của đứa con gái mà người ta không muốn thừa nhận. Lệ đứng lên cúi đầu dạ nhỏ một tiếng rồi đi xuống bếp, trước ánh mắt dõi theo đầy vẻ thương cảm của Ngọc. Tới đó Lệ một mình ôm con trong xó bếp. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài bàn ăn có ba người đang ngồi cười nói vui vẻ, mà vô thức hai dòng nước mắt bỗng lăn dài. Đứa con gái nhỏ của cô nay vừa lên ba, nó bầm bẹ được vài tiếng. Nhìn thấy mẹ khóc, nó liền đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình sờ vào mặt của mẹ rồi nói, mẹ nín ngoan. Lệ bất giác bừng tỉnh, cô quay qua nhìn con gái, bởi những lần mà nó khóc nhè thì cô đều dỗ nó như vậy, cho nên nó mới bắt chước nói theo. Lệ mỉm cười trong nước mắt, cô đưa tay quệt ngang đôi gò má của mình rồi nhìn con bé Hòa khẽ nói, mẹ không được khóc, Hòa ngoan. Giờ Hoa đi ngủ để mẹ làm công chuyện, xong rồi mẹ vô ngủ với con nghe. Con bé Hoa thấy vậy mà lại im lặng gật đầu, hình như nó cũng biết thương mẹ. Chỉ khóc nhẹ đúng lúc, chứ còn bình thường thì nó rất ngoan. Nếu không thì Lệ cũng không biết làm sao để vừa lòng công việc nhà, vừa phải lo cho con trong mấy năm dòng.
Sau khi ăn nổi cháo gà rồi ngồi nói chuyện thêm một lúc, Vĩnh Thành mới xách theo chiếc đèn pin con cọp để đưa Ngọc về nhà. Trên đường đi, Ngọc Minh mó qua anh ta ngập ngừng nói: "Anh Thành, chị Lệ đó có thật là chị họ của anh không?" Vĩnh Thành nghe thấy câu hỏi đó thì đột nhiên chột dạ. Anh ta lúng túng vì không hiểu vì sao đột nhiên Ngọc lại hỏi như vậy. Vì vốn dĩ năm xưa chuyện cưới Lệ chỉ diễn ra trong bí mật của gia đình, chỉ có một số ít người biết, và những người đó cũng đều nằm trong diện bà con dòng họ cả thôi. Bởi vì bà Hai Lý cũng sợ bị phanh phui nếu như Lệ khui ra cái chuyện bị Vĩnh Thành cưỡng bức, thì có mà danh tiếng của gia đình bà sẽ lụi bại. Chính vì sợ cho nên bà Hai Lý mới buộc lòng cho Lệ một danh phận, chứ nào có cái lễ tổ chức ngay đám tiệc công khai gì đâu. Vĩnh Thành cố tỏ ra bình thường rồi cười nói: "Ta là chị họ của anh thật, sao tự nhiên em hỏi vậy?" Ngọc khuôn mặt thoáng buồn, cô nói: "Không có gì đâu, tại em thấy chị tội nghiệp quá mà có vẻ như má anh lại không có thương. Dù sao thì cũng chỉ bị lừa gạt, cũng đâu phải là lỗi của chị ấy đâu. Bộ anh không thương chị ấy sao hả?" Vĩnh Thành lúc này mới đưa người ra, anh ta không nghĩ rằng Ngọc lại để ý nhiều như vậy. Sở dĩ Ngọc nói ra điều đó là bởi vì Vĩnh Thành đã nói dối cô về thân thể của Lệ. Anh ta vẽ ra một câu chuyện Lệ chính là chị họ của mình, vì bị Sở Khanh lừa gạt tình cảm cho nên đẻ ra một đứa con hoang không ai thừa nhận. Gia đình của anh ta thấy thương cảm cho nên mới cho Lệ tá túc, vì Lệ đã bị cha má từ rồi không còn chỗ nương thân. Ngọc nghe xong thì cũng động lòng chắc ẩn, chứ cô nào biết cái kẻ Sở Khanh đó lại chính là Vĩnh Thành, người mà cô đã chót lòng đem yêu sau một năm dòng, anh ta luôn kiên trì theo đuổi. Vĩnh Thành tự nhiên trở nên ấp úng, anh ta như cũng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh mà trả lời: "Làm gì có đâu, anh vẫn thương chị họ mà. Thế nhưng mà tại anh là con trai không giỏi ăn nói cho nên ít thể hiện vậy thôi. Em đừng có suy nghĩ lung tung." Ngọc nghe vậy thì cũng thôi không nói gì thêm. Hai người còn sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Vĩnh Thành ôm lấy người yêu hôn lên trán tạm biệt, rồi sau đó biện diện từ giã. Anh ta mỉm cười hứa hẹn: "Đợi vài tháng nữa anh thu xếp chuyện nhà ổn thỏa thì nói má qua nhà để hỏi cưới em." Ngọc e thẹn cúi đầu, cô mỉm cười thật tươi để hôn lên má của Vĩnh Thành đáp trả, rồi ngượng ngùng chạy vô vào trong nhà. Vĩnh Thành ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng của Ngọc mà trong lòng dâng cảm một nỗi niềm hạnh phúc lâng lâng, vì thầm tự hào về khả năng chinh phục của mình chỉ bằng một cái nhếch miệng cười thầm. Về tới nhà, Vĩnh Thành liền đi xuống bếp để tìm Lệ. Thấy cô đang loay hoay với đống chén đĩa giờ này vẫn còn chưa rửa xong, anh ta đưa chân đá một nhát làm cho mấy cái chén va vào nhau loảng xoảng, rồi cất giọng: "Liệu mà giữ mồm giữ miệng của mày đó, bằng không thì đừng có trách tao." Con bé Hoa đang nằm ngủ trong xó bếp, nghe tiếng động giật mình thức giấc khóc đòi mẹ. Lệ bỏ ngang cái đống lộn xộn rồi lật đật chạy rít vào ấm nó lên dỗ. Vĩnh Thành nhìn thấy cảnh đó thì lại càng thêm ngứa mắt. Anh ta bước tới định giật con bé Hoa thì Lệ nhanh tay giữ lại, cô run giọng nói: "Xin anh đừng đánh con, nó còn nhỏ chưa biết gì, nhõng nhẽo thôi, để em dỗ nó." "Mày mà không dỗ được nó thì để tao đập chết hai mẹ con mày đó." "Đúng là cái đồ nghiệp chướng mà." Lệ không dám trả lời, cô chỉ biết ôm ghì con bé Hoa, bởi cô sợ Vĩnh Thành tức giận mà ra tay đánh nó. Bà Hai Lý nghe ồn ào thì cũng từ trên nhà đi xuống và dõng dạc: "Thôi, khuya rồi để cho nó ngủ đi. Mày xuống đó làm cái gì rộn ràng lên vậy? Không sợ bà con hàng xóm người ta nghe thế hả?" Vĩnh Thành nghe vậy thì cũng bỏ đi lên. Nhưng trước khi đi, anh ta còn chỉ tay vào mặt của Lệ: "Nhớ đó, mày mà hé răng chuyện gì thì đừng trách sao tao không thông báo trước cho mày." Dứt lời, anh ta liền vùng vằng bỏ lên nhà trên với một khuôn mặt vô cùng khó chịu. Dường như sự hiện diện của ngay mẹ con Lệ trong nhà này luôn làm cho anh ta cảm thấy bực bội, chứ không như những ngày đầu. Vĩnh Thành cho rằng chỉ vì ham muốn nhất thời cho nên năm xưa mới đi cưới Lệ, để bây giờ anh ta mới cảm thấy hối hận về quyết định mà anh ta cho là ngu xuẩn đó của mình. Bà Hai Lý quay phắt bỏ lên nhà trên và vẫn như Vĩnh Thành không quên quay lại nhìn Lệ rồi nói: "Coi mà dỗ nó ngủ đi đó,
Để nó khóc la om sòm thì ta tống cổ hai mẹ con mày ra chuồng heo mà ngủ đó. Thiệt là phiền phức. Nói xong thì bà khuất rằng chỉ còn lại một mình Lệ ngồi đó ôm con bé Hoa vào lòng mà hát ru dỗ dành nó trong hai hàng nước mắt. Để con gái ngủ xong, Lệ lại mò mẫm đi ra ngoài để dọn dẹp cái mớ chén đĩa khi nãy bị Vĩnh Thành đá đổ. Bên ngọn đèn dầu hiu hắt chỉ phả ra một chút ánh sáng mập mờ của dòng sông nhỏ. Lệ ngồi thẫn thờ nhìn ngắm mấy đám lục bình trôi theo con nước lớn đang dâng trào mà ao ước được tự do như nó. Cô ao ước được một ngày bồng con rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Không ai giúp đỡ, không ai thấu hiểu, cũng như không ai biết tới sự tồn tại của mẹ con cô. Bởi vì từ ngày mà Lệ mang thân làm vợ của Vĩnh Thành, cô không được phép bước ra khỏi nhà, cũng không được phép xuất hiện. Tất cả những gì người ta biết về cô chỉ là khi Lệ còn là một cô bé 15 tuổi, đừng vào nhà này ở đợ, rồi một thời gian sau không ai còn thích cô nữa. Và người ta cũng chẳng bận tâm gì, thêm một đứa cùng đinh khố sách, cho nên cuộc đời của Lệ cứ như vậy, lặng lẽ trôi qua như là một cái bóng không hồn. Lệ ngồi đó hướng ánh mắt nhìn về chân trời tối bịt. Cô nhớ cha, nhớ căn nhà mái lá sần cũ theo năm tháng không thể quay về. Đã hơn 6 năm rồi, Lệ chưa được một lần về mộ của cha mình đốt nhang cúng bái. Cô cam chịu cái cảnh bị giam cầm nhưng lại mang danh nghĩa làm con dâu của nhà sang cả. Lệ lại khóc, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má của người con gái tội nghiệp mang trên mình số mệnh khổ đau. Con bé Hoa lại đột nhiên khóc lên đòi mẹ. Lệ giật mình bừng tỉnh vội chạy sổng vào mén mùng rồi ôm lấy nó vỗ về. Không biết từ lúc nào hãy cứ mỗi lần con bé khóc, Lệ lại lo sợ. Sợ người ở trong nhà thì ít, mà sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy thì nhiều. Bởi nếu như họ biết về sự tồn tại của Lệ ở trong nhà này, thì hai mẹ con cô sẽ khó lòng sống yên với bà Hải Lý. Vài tháng sau đó, Vĩnh Thành cũng thông báo với cô là anh ta sẽ chính thức đi cưới vợ. Anh ta còn cảnh cáo Lệ nếu như hé răng nửa lời về chuyện của anh ta và cô, cũng như về con bé Hoa, thì cô chỉ còn con đường chết. Lệ tất nhiên là không dám cãi lời, vì từ lúc đẻ con bé Hoa ra đến giờ, Vĩnh Thành cũng không cho phép cô dạy cho nó gọi mình là cha, cũng như gọi bà Hai Lý bà nội. Lệ bị bắt đóng cho tròn vai của một người chị họ có con hoang bị ruồng bỏ, rồi được nhà anh ta cưu mang, chứ chẳng có mối quan hệ nào khác. Ngày đầu tiên Ngọc về nhà, cô nhìn thấy Lệ cứ phải vừa ôm con vừa làm công chuyện không ngơi tay, cho nên mới liền đi xuống ân cần nhìn Lệ rồi lên tiếng. Chị Lệ, chị đi nghỉ đi để đó em làm cho. Lệ khẽ ngước mắt nhìn lên Ngọc, đối diện với người đã cướp đi vị thế của mình. Nhưng cô không thấy giận, vì vốn dĩ Lệ chưa từng yêu Vĩnh Thành và cũng chưa từng mơ ước được có danh phận gì trong căn nhà này. Lệ mỉm cười nhìn cô dâu mới rồi trả lời. Thôi, cô cứ lên trên nhà rồi nghỉ đi để tôi làm cho. Tôi làm mà đó giờ quen rồi có gì đâu. Nhưng Ngọc lại nhất quyết lấy cái rổ nhựa mà Lệ đang cầm trên tay, rồi mỉm cười thật tươi nói. Em bây giờ cũng là người trong nhà mà, chỉ cứ để em tập tành cho quen chứ. Ngọc vừa nói xong thì vô tư cầm lấy cái rổ nhựa đi tới chản úp bát để mà chất chén vào bên trong chuẩn bị lau chùi. Lệ không kịp cản thì Vĩnh Thành xuất hiện. Anh ta nhìn thấy Ngọc đang lom khom bên chản chén thì liền quắc mắt lên nhìn Lệ với một khuôn mặt đang vô cùng tức giận nhưng không dám nói. Ngọc quay qua nhìn thấy Vĩnh Thành thì liền tỏ ra hờn dỗi rồi nói. Anh chưa ngủ sao? Trời đất ơi, có biết bao công chuyện như vậy mà anh cũng không kêu em xuống phụ với chị Lệ một tay. Một mình chị thì biết chừng nào mới xong, rồi còn lo cho con bé Hoa nữa chứ. Vĩnh Thành gượng cười, anh ta không biết giải thích thế nào cho nên ngập ngừng. À, tại anh sợ em mệt đó chứ, công chuyện thì từ từ làm có cái gì đâu. Rồi Vĩnh Thành quay qua nhìn Lệ cố gắng từ tốn nói. Ồ, chị đi nghỉ đi, rồi để đó sang mai làm. Chị lo dỗ cho con nó ngủ đi. Lệ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Thành, vì cô biết đây là một thái độ ngầm của anh ta cảnh cáo cô. Thế nhưng Ngọc thì lại không hề hay biết gì, vẫn tươi cười đon đả nhìn Lệ. À đúng rồi đó, chị đi nghỉ đi để em làm cho, em làm thoáng cái là xong mà. Vĩnh Thành lúc này mới hất hàm ra hiệu cho Lệ đi ra ngoài,
như theo lời của Ngập. Lệ không dám cãi mà lập tức ấm con bé Hoa đi ra cây chòi lá đựng dành riêng cho mình. Kể từ ngày Vĩnh Thành có ý định muốn cưới Ngọc về làm vợ, anh ta mới cho xây dựng cái căn chòi lá dành riêng cho hai mẹ con của Lệ. Ngọc có thắc mắc hỏi thì anh ta trả lời rằng do chị Lệ ở đây là điều bí mật. Dù sao thì cha má của chị cũng là người có tiếng, mà để bị con trở hoang như vậy thì cảm thấy xấu hổ lắm. Chị không dám ra đường và cũng sợ bị người ta nhìn thấy. Lỡ như nhà mình có khách nữa cho nên anh mới kêu chị ở riêng vậy đó chứ. Ngọc lại gật đầu tin những lời nói đó của Vĩnh Thành. Nhưng đó cũng chính là một đặc ân để cảm thấy mình được sống. Cô có được một khoảng không gian riêng để ở cùng con gái mà không cần hàng ngày đối diện với những người làm cô đau khổ. Mặc dù Lệ vẫn chỉ được phép trong đó không được đi ra khỏi nhà, nhưng đối với cô chỉ cần như vậy là quá đủ. Bà Hai Lý cũng nghe theo lời của Vĩnh Thành mà mướn thêm con nợ. Bởi Ngọc luôn muốn giúp đỡ cho Lệ làm tất cả những câu chuyện trong nhà. Nhưng Ngọc dù sao thì cũng là con gái của chủ tịch xã. Nếu để cô làm thì Vĩnh Thành sẽ khó lấy điểm trong mắt của ông già vợ. Cho nên buộc lòng anh ta phải đối đãi tốt với cô. Không nhờ vậy mà Lệ mới nhẹ gánh đi được phần nào. Nên cũng có thể nói Ngọc chính là người gián tiếp giúp đỡ cho Lệ, để cho cô bây giờ mới có được thời gian thảnh thơi ở bên cạnh con gái trong suốt 6 năm ròng. Dần dần tình cảm chị em thân thiết giữa Lệ và Ngọc trở nên khăng khít hơn. Khi cứ hễ mỗi lần rảnh Ngọc lại qua căn chòi lá để tìm và chơi với hai mẹ con của Lệ. Điều đó làm cho Vĩnh Thành cảm thấy khó chịu và không được an toàn. Anh ta sợ một ngày nào đó Lệ sẽ khui ra tất cả mọi chuyện, thì bao nhiêu ý định của anh ta cũng đổ sông đổ biển. Bởi vì Vĩnh Thành đang muốn lăm le lên cái ghế phó chủ tịch để thị uy và sử dụng nó giống như một công cụ để kiếm tiền. Mấy ngày sau đó, vào một đêm tối muộn, trên bầu trời chỉ còn sót lại một mảnh trăng non. Vĩnh Thành ngồi nói chuyện với bà Hai Lý về kế hoạch độc ác của mình. Anh ta lúc này nhỏ giọng lên tiếng: con phải nhổ bỏ cái gai này đi thì mong mà sống yên ổn, thật là khó chịu. Không được, nếu như mày sợ thì cứ đuổi nó đi là được rồi, việc gì phải ra tay, lỡ bị phát hiện ra tù một công đó con. Không, nếu đuổi nó đi, lỡ như nó nói chuyện giữa con với nó thì sao? Lỡ mà tới tay của Ngọc hay là ông già vợ con thì chết. Nhưng mà Vĩnh Thành không thể để cho bà Hai Lý nói hết câu, ta vội vàng lên tiếng cắt ngang. Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài căn chòi lá với một khuôn mặt đằng đằng sát khí, rồi nghiến răng lại rồi nói: không thể chần chừ nữa đâu, con phải ra tay thôi. Bà Hai Lý lần này không ngăn cản, vì thực ra thì bà có ngăn cản cũng bằng thừa. Bởi khi Vĩnh Thành đã muốn làm một điều gì đó thì bà còn lạ gì với tính nết của con trai mình. Thế là trong đêm đen tĩnh lặng, Vĩnh Thành lúc này dắp tâm phải loại bỏ đi cái chướng ngại mà anh ta cho rằng có thể sẽ đe dọa đến danh dự và địa vị của mình. Vĩnh Thành cầm theo một ngọn đuốc sáng ngời, từ từ tiến về căn chòi, rồi lạnh lùng xuống tay châm lửa. Ngọn lửa đỏ rừng lập tức bùng lên trong đêm tối, nhưng phải mất một lúc sau thì trong nhà mới nghe tiếng hét thất thanh của Lệ. Có lẽ cô đang ngắm con để tìm cách tháo chạy, nhưng Vĩnh Thành trước khi ra tay đã lấy cây chèn cứng ngay cánh cửa bên ngoài. Ngọn lửa gặp lá khô thì rất nhanh chóng đã cao lên ngùn ngụt. Chỉ còn nghe thấy tiếng hét của Lệ và tiếng khóc của con bé Hoa vọng ra từ trong căn chòi lá với âm điệu lúc này đang vô cùng tuyệt vọng. Vĩnh Thành ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Anh ta đúng thật là loài cầm thú cũng không bằng, vì ngay cả đến con của mình cũng giết. Bà Hai Lý ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đám lửa đó, trong lòng bất chợt cũng có chút xốn xang khi nghĩ tới đứa cháu nội mà Vĩnh Thành đã nhanh chóng chạy vào. Anh ta nhìn bà rồi giục: má, đi vô trong buồng ngủ nhanh lên, coi như không biết gì cả, mọi chuyện còn lại cứ để con lo liệu. Bà Hai Lý vô thức gật đầu, nhưng trước khi vẫn còn ngoái lại nhìn về căn chòi thêm một lần nữa, không biết là nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Đêm đó căn chòi chỉ trong tích tắc đã bị cháy rụi thành một đống tro tàn, không ai phát hiện và cũng không ai giúp đỡ cho hai mảnh đời mang số mệnh khổ đau khi chót phải xa chân vào căn nhà của những con người mang lòng dạ của một bầy ma quỷ. Duyên phận họ đối với trần gian này coi như đã hết. 20 năm sau.
Một buổi sáng đẹp trời trong phiên chợ tự phát của cây xóm lá nhỏ ngày nào, có vài bà cô đang ngồi bên cạnh mấy gánh hàng sau ở trong một góc chợ để tám chuyện. Vì tranh thủ lúc gánh hàng đang ế, một bà trong số đó với cặp mắt láo liên nhìn bốn bề rồi nói nhỏ: "Ê, nghe nói tôi hôm qua trong nhà của hai Lý đó có cái chuyện nữa đó." Một bà nghe vậy thì tò mò: "Chuyện gì vậy bà, kể nghe coi." Bà già nọ giọng trả lời: "Nghe đâu cái thằng Đức Nhân nó lại lên cơn, châm lửa đốt rụi hết mấy cái chuồng bò. Vợ chồng ông Thành phải trói nó lại thì mới hết quậy đó." Bà kia nhăn mặt rồi khẽ rùng mình lên một cái: "Trời đất ơi, ghê vậy hả? Không có lẽ là nó bị ma ám thật sao?" Bà nọ liền lắc đầu nói là không biết, rồi lại tiếp một bà khác nói chen: "Chứ còn gì nữa, nhà bà Hai Lý đó giờ nghe đồn là có ma. Người ta đi ngang vào ban đêm đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa con gái. Có người còn nghe văng vẳng tiếng hát ru con, rồi tiếng ngờ của con nít khóc nữa đó." Bà kia lúc này gật đầu rồi nói thêm: "Ờ, ông từ hàng xóm kia bên là chứ đâu. Chính miệng ông ấy kể là hồi hôm kia đó, ông ấy đi câu cá đêm ở chỗ bờ sông giáp danh sau vườn nhà bà Hai Lý. Ông ấy nói là nghe thấy có tiếng ru con phát ra từ trên đọt dừa. Ông ấy nhìn lên thì thấy có một cái bóng trắng xõa tóc, trên tay còn nắm một cục gì y như là đứa con nít. Nó vừa đu đưa trên đọt dừa vừa hát ầu ơ. Ông Tư hoàng quá căng bỏ luôn cái cần câu mà vắt giỏ lên cổ chạy quính quang. Trời đất ơi, tôi nghe ông ấy kể mà gai ốc tôi còn nổi cả cục nữa." Hai bà còn lại nghe vậy thì cũng tỏ ra sợ sệt. Mặt bà nào bà nấy xanh mét, rồi đang ngồi thao thao bất tuyệt. Mấy bà mấy cô nhiều chuyện đang ngồi bên cánh hàng sau, đâu có để ý thấy một đứa con gái tuổi vẫn còn khá trẻ. Nó đang đứng đằng sau lưng của mấy bà rồi bất ngờ quát lớn: "Nè, ăn ở không rảnh rỗi đi soi mói chuyện của nhà người ta. Đồn tầm bậy tầm bạ, có tin tôi báo chính quyền hút hết mấy bà vào một lượt không hả?" Cả đám đàn bà lúc này mới quay lại nhìn nhau, thì liền nhận ra đó chính là Xuân Lan, con gái út của Vĩnh Thành, cháu nội của bà Hai Lý. Nó đang đứng nhìn chằm chằm mấy bà cô tán chuyện về nhà nó có ma, xem chừng nên là giật lắm. Một bà trong số thích vậy thì liền tươi cười già lạ rồi lên tiếng: "Ủa, có Xuân Lan đó hả? Con đang mua rau hay là gì?" Xuân Lan không vội trả lời mà hứ mạnh một tiếng. Nó liếc đôi mắt sắc sảo nhìn một lượt hết cả đám rồi nói: "Mua mua cái con khỉ đó. Tôi nói lần cuối đó nha. Mấy bà mà còn ăn nói tào lao đi đồn bậy bạ nữa, đừng có trách tôi đó, biết chưa?" Nó dứt lời, Xuân Lan còn nhếch mép lên một cái rồi quay lưng bước đi thẳng. Mấy bà lúc này cũng canh chừng chờ đợi cho nó đi xa rồi mới dám lên tiếng. Một bà lúc này liền lắc đầu: "Con quỷ nhỏ này chứ, nó ỷ nhà nó giàu có, muốn nói gì thì nói, hỗn nào giết quen. Đáng tuổi con cháu của mình mà nó nói chuyện ngang hàng như vậy đó. Mà chuyện nhà nó xử cả cái xứ này đã ai không biết, đâu phải là tụi mình đặt chuyện." Bà khác lúc này liền gật đầu rồi nói tiếp: "Con nhỏ này nó ngang ngược hỗn láo đó giờ. Tại nó ỷ cha nó là chủ tịch xã cho nên bây giờ hở ra là hăm dọa chính quyền. Ta nói hè, cái nết vậy là ở giá tí giả chứ ai thèm cưới." Bà còn lại cũng phụ họa theo: "Đúng rồi đó. Tôi thấy mỗi thằng Đức Nhân với bà Ngọc là coi được. Thế nhưng mà tội nghiệp, có cái thằng con trai hả, lúc bình thường không sao, hễ lên cơn cứ như là người điên vậy đó. Không biết là nhà đó làm cái gì không mà lại xảy ra cái chuyện như bị trừng hành vậy chứ." Mấy bà khác thì cũng gần gù như cũng cố chung một suy nghĩ. Thế rồi họ quay qua tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Bên cạnh mấy cái gánh hàng rau lúc này cũng đã quá giờ trưa, không còn bận tâm gì đến chuyện của bà Hai Lý nữa. Về đến nhà, Xuân Lan hậm hừng rồi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đắt tiền bên trong gian phòng khách của gia đình. Bà Ngọc cũng vừa đúng lúc từ trong nhà đi ra, nhìn thấy vẻ khó chịu của con gái thì liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Sao cái mặt con nó lại nhăn nhó vậy chứ?" Xuân Lan ngước mặt lên nhìn bà, nó cáu kỉnh trả lời: "Con vừa mới ra chợ tính mua một mớ đồ, đi ngang qua mấy con mẹ bán rau đó, nghe họ nói xấu nhà mình đó mà." Bà Ngọc khẽ nhíu mày nhìn Xuân Lan rồi hỏi lại: "Nói xấu hả? Mà nói gì mới được chứ? Họ nói là nhà mình có ma đó, còn nói là có người tận mắt nhìn thấy nữa đó mà." Bà Ngầm lúc này nghe vậy thì đột nhiên thái độ trở nên thay đổi, ánh mắt tối sầm lại, vô thức nhìn ra mảnh vườn âm u không nói gì.
Xuân Lan nhìn thấy độ khác lạ của mẹ thì liền thắc mắc. Má sao vậy? Thế nhưng bà Ngọc lại lắc đầu chậm rãi quay qua nhìn con gái rồi nhẹ giọng. Không có gì đâu. Sau này ai nói gì kể họ, con đừng có quan tâm tới là được rồi. Miệng của thiên hạ mà, làm sao mình ngăn được chứ? Xuân Lan nghe vậy thì mặc dù không đồng tình, nhưng cũng không cãi lại. Nó biết tính của mẹ nó từ xưa đến giờ. Ông Thành cũng vừa đúng lúc bước vào. Nhìn thấy chồng, bà Ngọc lúc này khuôn mặt mới sáng bừng trở lại. Bà nhìn ông Thành rồi gấp gáp hỏi. Sao rồi anh? Thằng Nhân nó sao rồi? Ông Thành mỉm cười nhìn vợ rồi trả lời. Không sao. Thầy thuốc nói nó chỉ bị kích thích thần kinh do căng thẳng thôi. Nghỉ ngơi uống vài thang thuốc bổ nữa là hết đấy mà. Bà Ngọc thở phào như chút bỏ đi được gánh nặng trong lòng. Bà chắp hai tay vào nhau, mắt hướng nhìn về phía bàn thờ. Khuyên miệng mở ra lầm bầm khấn vái gì đó mà không một ai nghe rõ. Kể từ cái ngày trong nhà xảy ra thảm án của 20 năm về trước, thì bà Ngọc cũng tự nhiên ăn chay trường. Trên tay lúc nào cũng cầm một sâu chuỗi hạt, rồi tới giờ thì lại ra bàn thờ mà thấp nhàng khấn vái. Ông Thành lúc đầu khó chịu lắm, ông ta cấm tiền không cho bà Ngọc làm vậy, vì nghĩ rằng làm như vậy chẳng khác nào gia đình mình có liên quan, trong khi đó chỉ có một tai nạn không ai mong muốn. Mỗi lần như vậy thì bà Ngọc lại nhỏ nhẹ rồi nói rằng chị Lệ không có người thân, không ai thừa nhận thì mình ở với cương vị họ hàng. Với lại chị cũng từng ở trong nhà mình. Giờ mẹ con chỉ không may bị nạn thì mình niệm kinh siêu độ, có gì đâu mà không được chứ. Đứng trước lời lẽ đó của vợ thì ông Thành cũng không có lời nào chống chế được, cho nên ông dần buộc chấp nhận. Sau cái đêm hỏa hoạn đó thì Lệ cũng vĩnh viễn biến mất. Không ai tìm được xác cũng như trò cốt vì đã bị hòa tan vào trong biển lửa. Bà Ngọc khóc cả nước mắt vì thương cho số phận của hai mẹ con Lệ. Bà còn đòi lập bàn thờ nhưng cả ông Thành và bà Hai Lý đều không cho phép với lý do rằng nếu cha má của Lệ mà biết thì gia đình này không biết ăn nói làm sao. Thời gian trôi qua dần thì bà Ngọc cũng từ từ nguôi ngoai. 2 năm sau bà hạ sinh ra đứa con trai đầu lòng và đặt tên cho nó là Đức Nhân, rồi tiếp đến sinh đứa con gái là Xuân Lan. Mọi chuyện tưởng đâu rằng tốt đẹp mỹ mãn, nhưng vào cái ngày mà ông Thành được bổ nhiệm lên làm chủ tịch xã, thì đứa con trai khi đó mới lên 10, đột nhiên lại hóa điên. Nó ra tay đập phá mọi thứ đồ đạc trong nhà, rồi còn luôn miệng la hét nói rằng, nó nhìn thấy một người đàn bà trên người đầy máu, còn nắm theo một đứa con nít. Nó nói người đàn bà đó cứ đi theo nó rồi nhìn nó cười hoài. Đỉnh điểm là năm Đức Nhân lên 13, nó lại hóa điên thêm một lần nữa rồi châm lửa đốt nhà. Không may lúc đó ông Thành kịp thời ra tay dập tắt đi ngọn lửa, cho nên cả nhà mới không xảy ra chuyện gì. Rồi cứ như vậy, cứ cách 3 năm thì Đức Nhân lại một lần lên cơn điên loạn. Nếu không đập đổ thì cũng tìm cách châm lửa đốt nhà. Ông Thành phải cắt cử một người ở mạnh khỏe đi theo để trông chừng, chứ nếu không thì cả gia đình của ông bây giờ chắc cũng không còn nhà để ở nữa. Nhưng cho tới tận bây giờ thì vợ chồng của ông Thành cũng không biết lý do và căn bệnh của con trai mình là gì. Bình thường Đức Nhân rất hiền lành, anh cũng biết đối nhân xử thế và có lòng thương người, chứ không giống như là Xuân Lan em gái của mình, cho nên mọi người ở trong xóm ai cũng quý mến. Và cũng thật kỳ lạ là lúc anh phát điên rồi tỉnh lại, câu hỏi thì Đức Nhân chỉ lắc đầu nói là không nhớ gì cả. Lúc đó anh chỉ nói rằng anh cảm thấy buồn ngủ thôi. Nhưng trong cơn điên loạn, Đức Nhân luôn miệng lên tiếng chửi rủa cha và bà nội của mình. Khuôn mặt của anh nhăn nhúm đen sì, giọng nói cũng khù khè khác lạ. Đức Nhân cứ chỉ tay vào mặt của ông Thành và bà Hai Lý mà trợn mắt lên rồi la hét. Đồ khốn kiếp! Hai con vật khốn kiếp, tao phải giết chúng mày, tao phải tế sống chúng mày để đền mạng cho mẹ con tao. Ông Thành nghe thích như vậy thì nóng mặt, mấy lần định lao vào đánh con, thế nhưng đều bị bà Ngọc và bà Hai Lý cản lại. Bà Ngọc vừa níu lấy tay của chồng vừa cất giọng run rẩy, em lại anh đó, con nó bệnh chứ đâu phải là nó mất dạy, thì cớ chi anh đánh nó, đâu phải là nó cố ý đâu. Bà Hai Lý mặc dù cũng bị cháu nội chửi te tua, thế nhưng bà còn ý thức được là Đức Nhân bị bệnh, rồi cũng đến tiếng ngăn cản ông Thành.
Thôi, nó bị bệnh mày không lo kiếm thầy chữa cho nó, lại còn tức giận gì chứ, có phải nó muốn vậy đâu. Ông Thành nghe vậy thì bình tĩnh lại. Sự việc xảy ra liên tiếp cho đến tận giờ này, cho nên cũng đã hơn 10 năm. Vợ chồng của ông Thành cũng đã đưa con đi khắp các bệnh viện, nhưng tất cả mọi chuẩn đoán về đức nhân cũng chỉ là hai chữ bình thường. Thưa hôm đó, bà Hai Lý kêu ông Thành ra ngoài ngồi nói chuyện. Bà đảo mắt nhìn xung quanh trong nhà rồi nhỏ giọng: mày tính sao chứ? Chứ để hoài vậy không ổn đâu. Không lẽ mày nhìn thẳng Nhân với nghe nó nói, mày không nhận ra chuyện gì? Mà nói vậy là sao? Thì cái chuyện của thằng Nhân, mày không nghĩ là nó bị... Con không tin. Con ta chết là hết. Huống hồ chi năm đó con cũng đã kêu thầy về chấn niệm. Thì làm sao có cái chuyện cô ta quay về mà theo con ám được chứ? Với lại nếu muốn gì thì cô ta phải nhắm vào con. Vì cái thằng Nhân thì có liên quan gì đến chuyện này? Bà Hai Lý không lạ gì cái thói ngang tàng của ông Thành, cho nên cố gắng chậm lời để nói cho ông ta hiểu. Mày không nghe cái câu là đời cha ăn mặn để con khát nước sao? Còn nữa chứ mày không nghe tiếng hàng xóm láng giềng nói gì hả? Họ nói là nhìn thấy trong vườn nhà mình có ma. Ma lại đi tin mấy cái người tầm xàm đó hả? Vậy con hỏi má quay trong cái nhà mình tận mắt thấy chứ? Toàn là những lời đồn thổi vô căn cứ. Họ thấy nhà mình có tiền, có chức, có quyền, ghen ăn tức ở rồi tung tin đồn bậy bạ. Con mà biết thằng nào nói nó, con bắt nó lên phường cho nó biết cảnh. Bà Hai Lý thở dài, biết là không nói được với thằng con ngang ngược, bà đành chép miệng: thôi được rồi, mày không làm thì để tao làm. Cái nhà này còn giữ được hay không thì tao cũng không chắc. Mày cứ ở đó mà cứng miệng. Nói rồi bà chậm rãi đứng lên bỏ vào trong nhà, mà kể cho ông Thành còn ngồi đó nói với theo mấy câu gì đó bà không nghe rõ. Đêm đó bà Hai Lý cảm thấy trong người của mình có chút khó chịu. Có lẽ là vì tiết trời dạo này nóng đực. Bà mở cửa đi ra sau nhà để hóng gió. Vì ở sau nhà có một khoảng sân rộng, nhìn được ra bên ngoài tới tận mé sông. Đang ngồi trên bậc thềm cửa nhà sau để tận hưởng từng cơn gió mát lạnh, thì bà Hai Lý bất chợt giật mình vì một tiếng động lạ. Tiếng động nghe như là tiếng của một người nào đó đang chạy dẫm lên lá khô ở phía bên hông mảnh vườn âm u. Cho nên bà liền đưa mắt nhìn ngó qua. Nhưng trời đêm lúc này lại tối đen như mực, đâu có nhìn thấy được gì. Bà Hai Lý bất giác khẽ rùng mình lên mấy cái rồi thầm nghĩ trong bụng: lẽ nào... Bà không dám nói hẳn ra miệng, mặc dù có hơi sợ nhưng cũng ráng nán lại. Được một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa, bầu không gian lại quay trở về với sự im lặng. Chỉ nghe đâu đó bên trong căn buồng của Xuân Lan có tiếng ca cải lương trầm bổng phát ra từ chiếc đài radio, làm cho bà cũng cảm thấy yên bụng phần nào. Bà Hai Lý lúc này mới thở hắt ra một hơi rồi tự nói một mình: chắc già rồi cho nên lỗ tai nó nghẽn ngãng. Giờ bà lại tiếp tục ngồi đó đưa mắt nhìn ra ngoài mé sông. Từng cơn gió heo hút đang thổi thốc từ dưới mặt sông lên, mang theo một hơi lạnh nhẹ nhẹ, làm cho bà Hai Lý cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Bà vô thức nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi đêm, nơi miền quê yên tĩnh, hòa cùng với tiếng ca cải lương mùi mẫn ngọt ngào. Bất chợt bên tai của bà Lý lúc này vang lên một giọng nói lanh lành, là giọng nói của một người đàn bà: mở mắt ra, mở mắt ra. Bà Hai Lý đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vì không gian xung quanh quá êm dịu, tự nhiên lại nghe tiếng của ai đó thôi thúc bên tai. Thế lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn. Đối diện với bà Hai Lý lúc này là một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt thì sâu hoắm giống như hai dòng xoáy đen ngòm đang nhìn bà chằm chằm. Thì trong khuôn miệng liên tục phả ra từng cụm khói đen, mang theo một cái mùi hôi tanh nồng như máu. Bà Hai Lý kinh hãi tới mức mắt cứ đưa lên trợn trừng mà không nói được lời nào. Cái thân ảnh mang theo gương mặt ma quỷ đó lúc này mới ngước lên. Nó có bộ tóc dài chạm đất, rồi khi bay mái tóc cứ xõa ra bay phất phơ trong gió, tạo nên một hình ảnh thật dễ, làm cho người ta sẽ bị đứng tim mà chết nếu chẳng may mà nhìn thấy. Hồn ma của người đàn bà lúc này bất chợt cười lanh lảnh, cô ta rít lên qua kẽ răng, tạo ra một thanh âm như bắt nguồn từ một nỗi xa xăm nào đó vọng lại: lâu rồi bà có vẻ sống còn tốt. Bà Hải Lý mặt cắt không còn giọt máu, mặc dù đang trong cơn hoảng loạn, nhưng vẫn nhận ra hồn mà đó là của ai.
Thế nhưng không hiểu sao bà lại chẳng nói được, bà chỉ biết há hốc miệng rồi ú ớ. Hồn ma lại cất giọng cười u mê, tiếng nói hòa vào trong gió len lỏi truyền vào tai của bà Hai Lý. Bà muốn tìm người để chấn niệm tôi sao? Lẽ ra tôi còn chưa định tìm tới bà và tên khốn kiếp đó. Tôi phải từ từ hành hạ để cho thằng đích tôn của bà sống không bằng chết, để cho bà nhìn thấy cảnh nó vạch trần tội ác của mẹ con bà ra sao. Thế nhưng bà đã chạm tới giới hạn của tôi, thì cũng tới lúc bà phải trả giá rồi. Hồn ma lúc này vừa nói xong thì liền thay đổi thái độ. Nó biến dị khuôn mặt trở thành một bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Đôi mắt đỏ ngầu hung dữ quắc lên nhìn bà Hai Lý như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Bà Hai Lý lúc này nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không nói được cũng không thể chảy, chỉ biết ngồi một chỗ run lên cầm cập mà lắc đầu nguậy nguậy. Rồi vào cái lúc mà đôi bàn tay của hồn ma vươn ra nhắm về cổ của bà Hai Lý, thì Xuân Lan bỗng vô tình từ trên nhà đi xuống. Nó nhìn thấy bà nội đang ngồi một mình toàn thân run lẩy bẩy. Tưởng rằng bà Hai Lý bị trúng gió, Xuân Lan ngay lập tức chạy tới nắm bàn tay của bà rồi hỏi: "Nội, nội bị sao vậy nè? Nội đừng làm con sợ nhé nội." Nhưng bà Hai Lý cứ ú ớ trong miệng chứ có nói được gì đâu. Xuân Lan nhìn thấy tình trạng đó của bà nội thì cũng sợ xanh mặt. Nó vụn đứng lên định chạy đi kêu bà Ngọc, thì bà Hai Lý bất ngờ bấu chặt vào tay của nó, ý là không muốn để cho nó đi. Xuân Lan ngồi lại xuống bên cạnh bà nội, nhưng vẫn quay mặt hướng vô trong nhà rồi kêu lớn: "Cha má ơi, xuống quay bà nội bị sao nè." Tầm mấy phút sau, vợ chồng của ông Thành hớt hải chạy xuống. Bà Ngọc nhanh nhẩu ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, rồi đưa tay vuốt vuốt lên ngực của bà lo lắng hỏi: "Má, má bị sao vậy?" Rồi bà quay qua ngước lên nhìn ông Thành rồi thúc giục: Anh mau đưa má vô vào trong buồng nằm nghỉ, để em sức dầu cạo gió cho má lẹ lên." Ông Thành gật đầu lia lịa ngồi thụp xuống đỡ lấy bà Hai Lý, rồi bỗng bà đi một bước lên trên nhà. Đâu biết được rằng ở bên trên ngọn cây dừa có một cái bóng trắng đang đứng đó, được cặp mắt đỏ ngầu nhìn dõi vào với một khuôn mặt vô cùng tức tối. Cái bóng trắng còn nắm trên tay một đứa con nít đen sì không nhúc nhích, rồi nó rít lên trong gió: "Khốn kiếp, gia đình của tụi mày cứ chờ đó, tụi mày sẽ không được sống yên đâu lũ khốn kiếp." Gió lúc này đột nhiên nổi lên từng cơn, tạo ra một cú âm thanh nghe giống như là tiếng kêu than của các linh hồn không thể siêu thoát, nay đã quay trở về để đòi mạng. Bà Hai Lý kể từ hôm đó cũng bị bệnh nằm liệt giường. Bà không nói chuyện được cũng không ngồi dậy được, chỉ có thể húp đựng cháo loãng cầm hơi sống qua ngày, mặc dù ông Thành đã mời tới nhà không biết bao nhiêu là thầy thuốc. Vài tháng sau đó, trong lúc hai vợ chồng đang nằm trong buồng ngủ, thì ông Thành mới khẽ quay qua nói với bà Ngọc: "Tình hình má vậy không biết tính sao, hay là em tính người mai mối để cưới vợ cho thằng Nhân đi, biết đâu trong nhà có hỷ sự má khỏe lại đó." Bà Ngọc nghe vậy thì cũng gật gù, dù sao thì Đức Nhân năm nay cũng đã 24 tuổi, chưa tìm mức ế, nhưng ở quê thì tầm tuổi này là đã lập gia đình được rồi. Bà Ngọc ngày hôm sau cũng đi ra ngoài đánh tiếng tới các bà Mai để tìm một nàng dâu. Vậy mà ngay ngày hôm sau đã có sự phản hồi. Một bà chuyên làm mai mối cho các gia đình giàu có trong vùng tìm tới, gặp bà Ngọc thì liền tươi cười mau mắn rồi mở lời: "Ta nói cái chỗ này rất là xứng, con gái của một thương gia, giàu lắm mà lại còn đẹp người đẹp nết. Thế nhưng mà có điều bằng tuổi với cậu nhà, không biết bà đây có ưng không?" Bà Ngọc vốn nghĩ có người chịu lấy con trai của mình đã là cái phúc, bởi Đức Nhân thì trong người có bệnh mà cả cái xứ này ai cũng biết hết. Bà chỉ sợ người ta nghe vậy thì không ai muốn gả con gái về làm dâu cho nhà mình mà thôi. Nay vừa có chỗ lại còn nghe nói đẹp người đẹp nết nữa thì bà Ngọc mừng lắm. Bà gật đầu rồi trả lời: "À, được chứ, nhà nó ở đâu? Ngày mai chị dẫn tôi tới nói chuyện với người ta luôn nghe." Bà Mai cười hề rồi gật đầu lia lịa. Rồi vài tháng sau thì đám cưới cũng được diễn ra trong sự chúc mừng của tất cả bà con họ hàng hai bên. Chỉ có bà Hai Lý là còn nằm một chỗ, nhưng trong ánh mắt của bà cũng hiện lên một nét vui. Âu Thành nhìn thấy sự khởi sắc đó của bà Hai Lý thì trong bụng cũng mừng thầm.
nói với con dâu là hãy thường xuyên vào buồng để trò chuyện với bà nội, để cho bà được vui vẻ nhanh chóng hồi phục. Bích Hạnh, con dâu của ông Thành nghe vậy thì lễ phép gật đầu nói với cha trầm: dạ con biết rồi cha. Gia đình của ông Thành lại tiếp tục cuộc sống bình thường, chỉ khác là bây giờ có thêm một thành viên mới. Bích Hạnh tuy ngang hàng tuổi với Đức Nhân nhưng nhìn cô rất trẻ, khuôn mặt thì hiền lành phúc hậu, còn được cái tánh ăn nói nhỏ nhẹ làm cho bà Ngọc hết sức vừa lòng. Một tháng sau, khi về làm dâu tại gia đình nhà bà Hai Lý, và một đêm nọ, Bích Hạnh đang ngồi ở ngoài sau nhà hóng mát, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài mé sông, thì cô nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới, trên tay còn nắm theo một đứa nhỏ chắc chỉ tầm 2-3 tuổi. Người đàn bà xuất hiện với gương mặt tái nhợt, từ từ đi tới gần Bích Hạnh. Cô ta cất giọng run rẩy: cô dì ơi, làm ơn cho tôi xin chén cơm, tôi đói quá. Bích Hạnh không ngần ngại liền gật đầu, còn sốt sắng rồi hỏi: nhà chị ở đâu? Ban đêm ban hôm sao lại ấm con đi lang thang vậy chứ? Người đàn bà lúc này liền chậm rãi trả lời: nhà tôi ở trên đầu xóm lá mà bị người ta đốt cháy. Giờ hai mẹ con tôi không biết đi đâu về đâu. Cô làm ơn thương tình cho mẹ con tôi xin chén cơm lót dạ. Bích Hạnh nghe vậy thì lập tức chạy vội vào trong nhà. Cô lùng nồi cơm nguội lấy thêm một ít cá kho để vào, sau đó chạy ngược trở ra để tìm người đàn bà. Nhưng không thấy cô ta đâu nữa. Bích Hạnh ngó nhìn ráo rác xung quanh, nhưng bốn bề lúc này chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng tối om. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rì rào chạy dọc theo mé con sông, mang theo cái hơi lạnh đến rợn người. Bích Hạnh cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng rồi cũng đóng cửa nhà để đi vô vào buồng của bà Lý. Bà ta lúc này đang ngồi dậy, nói được vài tiếng chắc nhở cô đứa cháu dâu đêm ngày vào hàn huyên tâm sự. Bích Hạnh đang nói chuyện với bà Hai Lý thì đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, cô liền đem kể lại cho bà nội chồng nghe. Nhưng khi bà Hai nghe xong thì khuôn mặt lại tự nhiên biến sắc. Bà Hai Lý nhìn đăm đăm vào Bích Hạnh, miệng lắp bắp chỉ nói được vài từ: ma, đừng ra đó, cô ma. Bích Hạnh khẽ nhíu hai hàng lông mày lá liễu, cô nghiêng đầu nhìn bà Hai Lý rồi thắc mắc: nội nội nói gì vậy? Ma ma gì ở đâu? Bà Hai Lý tự nhiên bị á khẩu, bà trợn tròn mắt lên rồi từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trông ra mảnh vườn có căn chòi lá năm xưa của Lệ. Nhưng bà không nói được một lời nào mà cứ ú ớ trong miệng. Bích Hạnh thấy vậy thì chạy tới đi gọi chồng. Đức Nhân đang ở trong buồng đọc sách, nghe thấy vợ gọi thì cũng tất tả chạy qua. Sau đó anh từ từ đỡ bà Hai Lý nằm lại xuống giường rồi nhẹ lời trấn an: thôi nằm nghỉ đi, để mai con nói cha kêu thầy thuốc tới khám lại cho nội, nội dáng ngủ đi nghe. Nói xong Đức Nhân cũng nắm lấy tay của vợ đi về buồng. Bà Hai Lý lúc này bất lực đưa mắt nhìn theo hai đứa cháu nội nhưng không gọi được. Bất giác ngay hàng nước mắt của bà bỗng lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già cộng với thời gian đã trôi qua theo từng năm tháng. Đêm sau đó Bích Hạnh lại cố tình đi ra ngoài cửa để mà ngồi hóng mát, nhưng ý định của cô là muốn chờ đợi xem người đàn bà tối hôm qua có tới nữa hay không. Bích Hạnh ngồi đó hơn một giờ đồng hồ rồi vẫn không thấy gì. Cô ngáp dài vừa định đi lên vào trong nhà thì đột nhiên nghe có một giọng nói trầm bổng cất lên ngay sát bên cạnh: cô dì ơi, cho tôi xin ly nước được không, tôi khát quá. Bích Hạnh quay người lại, vẫn là người đàn bà tối hôm qua trên tay còn ấm theo đứa nhỏ. Nhưng Bích Hạnh không thể nhìn thấy rõ được mặt mày của nó. Cô lúc này mới khép mỉm cười nhìn người đàn bà, nhưng mà tuyệt nhiên không hề hỏi về chuyện hôm qua và lý do vì sao cô ta lại biến mất. Bích Hạnh chỉ khẽ gật đầu rồi nói nhỏ: à được, chị chờ tôi một chút. Bích Hạnh nói xong liền quay người đi trở vào trong nhà. Nhưng cô đi rất chậm, cố ý lách mình qua một bên để tránh ngọn đèn dầu. Nhưng Bích Hạnh không phải đi vào nhà lấy nước mà lại cố tình đứng nép đằng sau cánh cửa. Cô ghé sát tai vào cửa đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc này đừng hắt ra. Ngay lúc này Bích Hạnh đột nhiên đưa đôi bàn tay vội che lấy miệng của mình để cố không phát ra tiếng kêu thẳng thốt, vì cô nhìn thấy một điều: người đàn bà đang đứng ở ngoài kia không có bóng.
Bích Hạnh không thể nào tin vào mắt của mình. Vậy là điều mà cô nghi ngờ là đúng. Người đàn bà vẫn ấm con đứng ở ngoài kia là ma. Bích Hạnh lúc này khuôn mặt bắt đầu tái nhợt. Còn chưa biết phải xử lý thế nào thì cô lại thêm một lần nữa giật mình khi mà đôi mắt đen tuyền của người đàn bà kia lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô qua khe cửa. Điều quỷ dị hơn là cô ta còn nhếch miệng mỉm cười với Bích Hạnh. Cái nụ cười lạnh tanh mang đầy một vẻ ma mị, không có chút cảm xúc nào. Bích Hạnh vì quá kinh sợ cho nên liền đưa tay đẩy mạnh cánh cửa lại, nghe rầm một tiếng. Đức Nhân từ ở trên nhà đi xuống, thế vợ đứng đó mặt mày xanh lét thì liền bước nhanh tới rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Xem lại đứng đây. Bích Hạnh vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, cô chỉ biết lắc đầu mà không thể trả lời chậm. Đức Nhân cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ là Bích Hạnh đang bị chóng mặt hay gì đó, cho nên anh liền bước tới níu lấy tay của vợ dắt lên nhà, vừa đi vừa nói. Em không khỏe hay thế trong người khó chịu thì nói với anh, nhà có sẵn thuốc để anh lấy cho. Bích Hạnh chành choạng bước theo Đức Nhân đi lên trên nhà, vì lúc này hai chân vẫn còn đang run rẩy không đứng vững. Cô cũng không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Về tới buồng, Bích Hạnh chỉ nằm im mắt chứ không có ngủ. Cô cứ suy nghĩ về chuyện hồn ma của người đàn bà kia, rồi bất chợt nhớ tới lời nói ấp úng hôm qua của bà nội Trầm. Lúc này Bích Hạnh mới nghĩ trong đầu, lẽ nào bà Ngai Lý cũng biết. Sau đêm đó, Bích Hạnh cũng không bao giờ dám bước chân ra nhà ngoài sau buổi tối nếu như không có việc gì. Cô vẫn còn bị ám ảnh về bóng ma của người đàn bà đó, mặc dù biết rõ rằng lý do vì sao cô ta lại tới đây để tìm mình. Trong căn nhà rộng lớn, Bích Hạnh cảm giác như nơi đây đang chứa đựng một điều gì đó mà cô không thể nào hiểu được. Bởi vì cô có để ý tới một điều, cứ hễ tối đến là không có ai trong nhà bước ra khỏi cửa. Điều này ngày trước khi về làm dâu, cô cũng từng được căn dặn qua, nhưng rồi lại chẳng để tâm. Có nhiều lần Bích Hạnh cũng cố dò hỏi Đức Nhân, nhưng anh lại lắc đầu nói rằng ở trong nhà hoàn toàn không có gì cả. Có chăng chỉ là chứng bệnh của anh cứ 3 năm lại tái phát một lần, hẳn là Bích Hạnh cũng đã biết rồi. Mọi chuyện cứ như vậy im lìm trôi qua cho tới một ngày, bà Hai Lý đang nằm một mình trong căn buồng của mình thì nửa đêm đột nhiên thấy lạnh. Bà khẽ cựa mình rồi mơ màng mở mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ngó thấy cánh cửa đang mở toang hoác để mặc cho gió lạnh bên ngoài cứ sồng thổi vào. Bà ta không nói được nhưng lại nghĩ thầm trong bụng. Mấy cái đứa này đúng là hời hợt. Chắc tụi nó muốn cho bà già này chết sớm hay sao vậy chứ? Bà Hải Lý không kêu được nhưng vì lạnh quá phải cố gắng bò xuống giường đi từng bước mệt nhọc, định đi ra ngoài để đóng cửa sổ. Thế nhưng mà mới đi được vài bước thì bà Hải đột nhiên nhìn thấy thấp thoáng bên khung cửa có một cái bóng người đang đứng. Cái bóng người trông rất quen thuộc, làm cho bà ta vô thức dừng lại. Rồi có lẽ như nhận ra được điều gì, bà Hai Lý bắt đầu run lên vì sợ. Khuôn mặt vốn đã nhăn nheo bây giờ lại càng thêm co rúm. Bà ta lúc này ú ớ, không, không phải. Bà Hai Lý chỉ nói hết tròn câu thì cái bóng người đã dần dần xuất hiện. Đó là một người đàn bà với bộ dạng vô cùng kinh dị, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu, khuôn mặt trắng bệnh cùng hai hốc mắt sâu hoắm đang nhìn bà Hai Lý. Sau đó mỉm cười quỷ dị cất giọng nói xa xăm. Tôi vào được nhà rồi, thì đêm nay chính là đêm cuối cùng mà bà còn được sống. Bà Hai Lý vì quá kinh hãi mà khuỵu luôn xuống nền nhà, toàn thân run lên bần bật, miệng vẫn mấp máy mấy chữ không kêu được. Hồn ma lúc này trần trừng hai mắt, nó ré lên một tràng rồi ngay lập tức lướt tới bấu mạnh năm món tay vào cổ của bà Hai Lý. Chỉ trong tích tắc bà ta đã nằm im bất động dưới sàn nhà, nhưng đôi mắt thì lại mở to như là vẫn còn chưa tin vào cái điều mình đang chứng kiến. Sáng sớm, Xuân Lan vào trong buồng để thăm bà Hai Lý thì phát hiện ra bà nội đã chết. Nó hoảng hốt kêu lên đập nhà thì tất cả mọi người mới đồng loạt chạy vô vào. Thế nhưng lại vắng mặt ông Thành, vì ông ta đi lên xã làm việc từ lúc trời còn tờ mờ sớm. Bà Ngọc lao tới bên mẹ chồng để kiểm tra thì đúng thật bà Hai Lý đã tắt thở. Bích Hạnh vội vàng chạy đi đánh điện cho chồng quay về. Còn lại cả nhà thì quây quần bên cái xác đất lạnh tanh của bà Lý mà kêu khóc.
Đám tang diễn ra trong vòng có một ngày rồi hạ huyệt. Cũng không hiểu sao mà xác của bà Hai Lý bốc mùi hôi tanh nồng nặc đến như vậy. Mặc dù chỉ mới chết có một ngày, ông Thành với cả nhà bàn nhau sẽ đưa linh cữu của bà Hai đi chôn cất sớm để tránh tình trạng bà con hàng xóm có những lời lẽ không hay. Đám tang của bà Hai Lý vừa xong, một tháng sau đó thì tới lượt của con Xuân Lan bị trượt chân ngã xuống ao chết, xác nổi lềnh bềnh cả lên. Bà Ngọng khóc ròng tới mức xỉu điên xỉu xuống mấy lần vì quá thương con gái. Ông Thành thì cũng vô cùng đau xót, nhưng dù gì cũng là đàn ông cho nên vẫn còn giữ được bình tĩnh, cố gắng lo liệu cho đám tang của con gái mình được chu toàn hết mức có thể. Trong lúc gia đình còn trưng hết nỗi bàng hoàng vì sự ra đi bất ngờ của bà Hai, thì cái chết đột ngột của Xuân Lan thì vào một đêm trăng sáng, Đức Nhân lại lên cơn điên loạn. Mặc dù còn chưa tới thời hạn 3 năm, anh vùng tay đập phá mọi thứ đồ đạc trong nhà, đôi mắt trợn trừng lên gặp ai cũng lao vào đòi giết. Ông Thành phải điều động 5-6 người đàn ông cao to, vốn là lính cấp dưới của mình tới để khống chế trói cô Đức Nhân vào một góc. Sau đó mới chỉ tay vào mặt của anh mà nói lớn: "Thằng trời đánh này, mày bệnh thật hay là bệnh giả? Hay là mày cố ý giết chết tao để mày hưởng cái gia sản này?" Nhưng khi ông ta vừa bước tới gần thì bị Đức Nhân cắn đầu lưỡi, ngậm máu phun ngay một phát vào mặt. Anh gầm gừ trong cổ họng: "Khốn kiếp, mày là một thằng sở khanh, mày giết chết con mày mà mày không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?" Ông Thành nghe không hiểu, cứ nghĩ Đức Nhân vì bệnh cho nên mới cho rằng mình muốn giết chết anh, cho nên lắc đầu lựa lời khuyên: "Không, cha đâu có muốn làm hại con, cố gắng bình tĩnh cho sẽ tìm cách chữa trị cho con." Đức Nhân nghe vậy không những không bình tĩnh mà còn trở nên kích động. Anh gầm lên như một mãnh thú trong trạng thái vô cùng tức giận. Nếu như không bị trói, chắc có lẽ anh lao ra giết chết ông Thành. Bích Hạnh thấy tình hình khẩn cấp như vậy, cô sợ chồng của mình sẽ điên mà đột tử cho nên liền chạy ra sau nhà, lấy một cành dâu tằm rồi lao vào quất túi bụi vào người của Đức Nhân. Vừa đánh cô vừa luôn miệng la hét: "Cút đi, tránh xa chồng tao ra, đồ ma quỷ khốn kiếp." Đức Nhân bị ăn liền mấy roi dâu vào đầu thì đột nhiên hai mắt trợn ngược. Anh ngước mắt lên vài cái rồi ngoẹo cổ qua một bên bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió là gì. Ông Thành lúc này mới lao tới đỡ con trai. Xong ngày Đức Nhân kẻ thẳng đi vào buồng rồi mới quay người nhìn Bích Hạnh lên tiếng: "Con ráng chăm sóc cho nó, cố đợi sáng mai cha đi mời thầy thuốc, chứ bây giờ cũng tối rồi." Bích Hạnh gật đầu vâng dạ, cô lập tức ngồi xuống bên cạnh chồng, đưa tay sờ vào trán anh với một khuôn mặt đang vô cùng lo lắng. Ông Thành chưa vội ra ngoài, ông im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi mới chậm rãi lên tiếng hỏi con dâu: "Mà tại sao con lại biết tí chuyện dùng dâu tằm, ai bày cho con?" Bích Hạnh không dám nói là mình đã từng thấy ma cho nên mới nghi ngờ bệnh của Đức Nhân chính là do ma ám. Cô liền ngập ngừng trả lời: "Dạ con không biết, hồi đó con thấy người ta làm vậy cho nên con làm theo thôi cha, không may là chồng con không sao." Ông Thành nghe vậy thì gật đầu không hỏi gì thêm. Bà Ngọc lúc này từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy con trai đang nằm mê man bất tỉnh trên giường thì lại liền run ròng khóc lóc. Ông Thành biết là dạo gần đây tình trạng sức khỏe của vợ mình không ổn định vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Ông ta vội vã nắm lấy bàn tay của bà dịu giọng trấn an: "Con nó không sao đâu, em đừng lo, về buồng nằm nghỉ đi, có con Hạnh lo lo rồi." Bà Ngọc lúc này đột nhiên lại ngất xỉu, chắc có lẽ do quá lao tâm và buồn bã vì những chuyện không may xảy đến với gia đình. Ông Thành lúc này hoảng hốt ôm lấy vợ rồi đưa bà Ngọc về trong buồng. Còn lại Bích Hạnh ngồi đó nhìn theo cũng vô cùng lo lắng, nhưng lúc này cô không thể bỏ mặc chồng mà chạy qua để lo cho mẹ chồng cho được. Một tháng sau đó, Bích Hạnh nói với ông Thành là sẽ đưa bà Ngọc lên chùa ở ít hôm để cho bà có thể tĩnh tâm mà bớt đi thời gian suy nghĩ. Vì ở nhà là bà sẽ lại nhìn lên những tấm di ảnh rồi cứ khóc sụt sùi. Ông Thành tất nhiên là gật đầu ủng hộ, còn căn dặn con dâu: "Nhớ lời lời khuyên bảo an ủi mẹ con." "Dạ con biết rồi cha." Hai người đi rồi, căn nhà chỉ còn lại một mình ông Thành, vì Đức Nhân kể từ hôm phát bệnh cũng đừng đưa lên trạm xá ở dài hạn mà tĩnh dưỡng cho tới tận bây giờ. Đêm ở trong xóm lá này vô cùng yên tĩnh,
Từng cơn gió nhẹ lùa thổi qua mấy hàng cây dừa, cao vút tạo nên những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như những bản dân ca ngọt ngào êm dịu, khiến cho ai nghe cũng đều cảm thấy yên bình. Ông Thành nhấp một ngụm trà ngồi bệt xuống gặp bên ngoài khoảng sân, trước ánh mắt nhìn cảnh vật. Trong tâm trí lúc này bất chợt hiện lên hình ảnh của những người thân đã vĩnh viễn ra đi, sau đó lại khét thở dài. Ông Thành không quen với sự tĩnh lặng ở trong nhà như thế này cho nên cảm thấy khó ngủ. Ông ta cứ ngồi nhấp từng ngụm trà cho tới khi cạn sạch, rồi mới chậm rãi đứng lên định quay bước bỏ đi. Thì bất chợt nghe thấy có một giọng nói của một người đàn bà nào đó vang lên bên ngoài cánh cổng. Ông ơi, làm ơn cho tôi tá túc một đêm với, mẹ con tôi lạnh quá. Ông Thành quay lại đưa mắt nhìn ra thấy một người đàn bà, trên tay còn ấm theo một đứa con nít. Cô ta ăn mặc rách rưới xùy xòa, thế nhưng vì khoảng cách khá xa cho nên ông Thành không nhìn rõ được khuôn mặt. Ông ta nhíu mày rồi nói vọng ra. Ai vậy? Giờ này sao còn đi lằng vằng ở ngoài đường, không có sợ con nít nó lạnh hả? Người đàn bà cứ đứng đó im lặng. Ông Thành tưởng đâu là mình nói nhỏ quá cô ta không nghe thấy, cho nên liền hỏi lại. Ai vậy? Người đàn bà vẫn không trả lời. Lúc này thì ông Thành mới cảm thấy tò mò, quên mất chuyện ban đêm không được bước ra ngoài, liền đi một mạch. Khi mà khoảng cách lúc này đã đủ gần, nhưng ông Thành vẫn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn bà, vì mái tóc của cô ta che kín đi gần phân nửa. Ông Thành lúc này có vẻ hơi bực, cho nên hỏi lại thêm lần nữa. Ai vậy? Sao hỏi không có trả lời? Đứng đây làm cái gì hả? Người đàn bà lúc này lên tiếng giọng nói đầy xa xăm. Ông quên tôi rồi sao? Ông Thành nghe khá là rõ, nhưng vẫn không thể nhận ra người đứng trước mặt mình, bởi cô ta đang cúi đầu xuống thấp. Ông ta lại nói, cô là ai? Người đàn bà cất giọng cười nhẹ, tiếng cười của cô ta mang âm điệu lạnh lùng, hòa vào cơn gió của buổi đêm nghe vô cùng ai oán. Ông Thành khẽ nhíu mày. Người đàn bà lúc này chậm rãi ngước lên, mang theo cả một nụ cười thê lương ẩn hiện trên gương mặt trắng xanh, còn đậm nét đau thương. Ông Thành vô cùng kinh hãi vì nhận ra người đang đứng trước mặt của mình. Ông ta mở to đôi mắt nhìn, còn miệng thì ấp úng. Là cô? Người đàn bà bất chợt cười ré lên. Cô ta thay đổi sắc mặt rất nhanh, biến thành một bộ dạng vô cùng kinh dị, với hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài đung đưa qua lại. Ông Thành vì quá kinh hãi mà vội vàng lùi lại, rồi vấp chân té nhào xuống đất. Giọng của ông ta tiếp tục run rẩy. Cô, tại sao cô lại... Hồn ma của người đàn bà lúc này thò tay vào ổ bụng, lôi ra một đứa bé con đen sì, nhưng không hề cử động. Cô ta cầm đứa nhỏ trên tay rồi chỉ ra như để cho ông Thành nhìn thấy rõ. Cô ta khóc giấm dứt, dòng hòa vào trong gió. Nó chết rồi, là ông đã giết nó, ông ác lắm. Ông Thành từ trước tới giờ vẫn không thể tin vào chuyện ma quỷ mà luôn làm theo ý của bà Hai Lý. Thế nhưng ngay lúc này thì mọi định kiến của ông đã hoàn toàn thay đổi khi chứng kiến về cảnh tượng ở ngay trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng thế nào thì hồn ma của người đàn bà kia lại phát lên cười như điên dại. Cô ta lại thay đổi thái độ từ bi thương chuyển qua giận dữ, rú lên lanh lảnh. Khốn kiếp, mày phải trả mạng lại cho mẹ con tao. Dứt lời, cô ta liền thẳng tay ném đứa nhỏ về phía của ông Thành. Ông Thành theo phản xạ đưa hai bàn tay ra đỡ, nhưng đứa bé đó chạm vào tay của ông ta thì lại hóa thành một thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng màu máu. Ông Thành vô cùng khiếp đảm liền cố gắng đứng dậy, chạy sông vào trong nhà rồi với tay đóng sầm cửa lại. Trong căn nhà hoàn toàn vắng vẻ lúc này, nó yên tĩnh đến mức còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch. Ông ta cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh, sau đó tự nói, chắc là ảo giác thôi, trên đời này làm gì có ma chứ. Ông Thành lắc cái đầu thật mạnh như để xua đi ý nghĩ về sự việc mới xảy ra. Đang định bụng đi về hướng buồng ngủ thì ông ta bất chợt giật mình khi trông thấy Bích Hạnh đang ngồi xoay lưng lại trong căn buồng không đóng kín cửa của vợ chồng cô. Lấy làm ngạc nhiên vì chẳng phải mới lúc chiều Bích Hạnh đã dẫn vợ ông đi lên chùa, sao bây giờ lại ngồi trong nhà, cô về từ lúc nào cơ chứ? Ông Thành vì lo lắng và tò mò cho nên nhanh chóng bước vào trong buồng. Ông hỏi lớn, Hạnh, con về đây từ lúc nào vậy, sao cha không biết, còn mẹ con đâu? Nhưng Bích Hạnh không trả lời,
Cô vẫn ngồi quay lưng lại với ông. Ông Thành lúc này hỏi tính hai ba lần, không thấy con dâu có động thái gì, thì liền cảm thấy tức giận, cho rằng Bích Hạnh hỗn láo cho nên mới bước tới nắm lấy vai cô rồi xoay lại nạt. Nè, tao hỏi sao không có trả lời, ai dạy mày cái thói mất dạy đó hả? Thế nhưng ông Thành lại bị khuôn mặt của Bích Hạnh dọa trong một phen khiếp vía, liền bật ngửa người ra đằng sau mấy bước. Ông ta nhận ra khuôn mặt này đó chính là khuôn mặt của Lệ. Cô là... Sao hả? Tôi giống mẹ tôi lắm có đúng không? Ông Thành nghe vậy thì mặt mày bỗng dừng tái mét. Trần hiểu ý của Bích Hạnh nói là gì, nhưng rõ ràng đứng trước mặt ông ta bây giờ đó là Lệ, chứ không phải con dâu của mình. Bích Hạnh nhếch mép mỉm cười như biết rõ về sự thắc mắc của ông Thành. Cô đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, cầm đi một chiếc hộp gỗ, rồi lấy từ trong hộp ra một mảnh da mỏng dính như da người, chậm rãi đắp lên mặt của mình. Chỉ trong phút chốc cô ta lại hóa trở về là Bích Hạnh. Ông Thành đứng đó ngây người không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, thì Bích Hạnh lại khẽ mỉm cười, cô nói: "Ông muốn biết tôi là ai chứ gì?" Ông Thành mặc dù đang trong cơn hoảng loạn nhưng vẫn gật đầu. Bích Hạnh lại nhấc bổng ngọn đèn dầu đưa lên cao, xoay sắp căn buồng rồi tự mỉm cười. Từng cười chỉ của cô khiến cho người ta liên tưởng tới một kẻ điên. Bích Hạnh xoay khắp căn phòng một lượt rồi bất ngờ dừng lại đưa ngọn đèn dầu về phía ông Thành. Cô ta gằn lên từng chữ: "Tôi là Mỹ Hoa, con gái của bà Mỹ Lệ, người bị ông đốt chết cách đây 20 năm, ông không nhớ sao?" Ông Thành mở to mắt nhìn Bích Hạnh đăm đăm, dường như không tin vào những lời cô vừa nói. Nhìn thấy thái độ của ông ta, Bích Hạnh lúc này mới mỉm cười, cô tiếp tục: "Ông không ngờ tôi vẫn còn sống chứ gì. 20 năm trước ông muốn thủ tiêu hai mẹ con tôi để rượt đi cái gai trong mắt. Mà kể tôi chính là giọt máu của ông, là núm ruột của ông. Công may là bị chị bé ba đã kịp thời xông vào biển lửa để cứu tôi, cho nên tôi mới được sống sót cho đến tận bây giờ." Nói đến đây thì đột nhiên khuôn mặt của Bích Hạnh trùng xuống, giọng cô nghẹn ngào xúc động, cô nói: "Chính mẹ tôi lấy thân mình che chở cho tôi. Lúc tôi được chị bé ba tìm thấy, mẹ tôi đã bị cháy đen một khoảng lưng, nhưng bà vẫn cố ôm ghì lấy tôi để cầu mong cho tôi có được hy vọng sống cuối cùng." Bích Hạnh nói xong thì hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Rồi cô chợt đưa tay xé bỏ lớp da trên mặt của mình để lộ ra một gương mặt trông giống hệt người đàn bà năm xưa mà chính tay ông Thành giáp tâm sát hại. Bích Hạnh trợn trừng mắt, cô nghiến răng nhìn thẳng vào mặt của ông Thành rồi hét lớn: "Chính ông là người đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Tới cả con ruột của mình ông cũng nhẫn tâm ra tay tàn độc. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi." Ông Thành có vẻ lúc này đã bình ổn lại cảm xúc, biết hết tất cả mọi chuyện, rồi thì liền giờ thói ngang tàng độc ác vốn có của mình. Ông ta nhếch miệng mỉm cười đe dọa: "Thì ra là đứa con hoang như mày vẫn tồn tại trên đời. Chỉ vì trả thù mà mày bất chấp loạn luân đi lấy cả em trai cùng cha của mày làm chồng, ta sẽ vạch mặt mày." Bích Hạnh bật cười lớn, cô đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn ông Thành rồi trầm giọng: "Ông tưởng là tôi cái gì cũng bất chấp giống ông sao? Giữa tôi và nó chưa từng có quan hệ xác thịt. Còn lý do thì tôi có thừa sự thông minh để bày ra, cho nên ông không cần phải lo lắng. Không phải ai cũng đê tiện giống như ông đâu." Ông Thành tái mặt bị chính con ruột của mình chửi rủa, cảm giác đó đúng thật là không dễ chịu chút nào. Ông ta lầm lầm đưa mắt nhìn Bích Hạnh rồi nói: "Vậy thì mày định làm gì? Nên nhớ là mày đang đứng trong nhà của chủ tịch xã. Chỉ cần tao ra lệnh mày sẽ bị chôn đời vào bốn bức tường, còn mất dạy." Bích Hạnh bật cười sảng khoái. Cô chẳng những không hề run sợ trước lời đe dọa của ông Thành, mà thậm chí thái độ còn ngông cuồng hơn cả ông ta. Cô nhếch mép rồi nói: "Tôi sợ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ông được sống. Cơ hội bước ra khỏi cửa không biết là có còn hay không. Chứ đừng ở đó dở giọng với tôi." Ông Thành cái nhíu mày, không biết ý tứ trong câu nói của Bích Hạnh là gì, nhưng vẫn nhìn cô đăm đăm như đề phòng. Bích Hạnh thái độ khá bình tĩnh, cô bước tới vài bước chậm rãi nhìn ông Thành rồi nói tiếp: "Có muốn biết vì sao con gái ông chết không? Có muốn biết vì sao mà má cũng chết không?" Ông Thành khuôn mặt tối sầm, ông nghiến răng rồi gằn giọng: "Là mày." Bích Hạnh cười phá lên. Cô cười như một kẻ điên thỏa mãn được sự khao khát trả thù,
rồi sau đó từ từ lên tiếng. Còn nhớ người phụ nữ ấm con lúc nãy chứ? Ông Thành nghe nhắc đến chuyện này thì liền thay đổi hẳn thái độ. Ông ta vô thức ngó nhìn ra bên ngoài vì vẫn còn bị ám ảnh. Bích Hạnh đứng đó khoanh hai tay nhìn ông ta, cô lại nói. Đó là một người phụ nữ đã bị má ông sát hại khi cô ta ngu ngốc ấm con tới đây để đòi ông phải chịu trách nhiệm về chuyện tình cảm. Ông chính là cha của đứa con nhỏ. Nhưng lúc đó ông đã có gia đình. Má ông vì sợ lộ chuyện với bên nhà bà Ngọc sẽ làm ảnh hưởng tới vị thế của ông, cho nên đã sát hại cả hai mẹ con, cũng giống như cái cách ông làm với mẹ con tôi ngày xưa vậy. Ông Thành lúc này chín chắn vã đầy mồ hôi vì không hiểu sao Bích Hạnh lại biết được chuyện này. Bích Hạnh lại cười, cô tiếp tục nói. Sát hại xong rồi chấn điểm, chôn bùa xung quanh bốn góc nhà để hồn ma cô ta không thể vào nhà để trả thù. Quả thật là thâm độc. Nhưng cũng còn may là cô ta vẫn có thể ám hồn đến thằng Nhân, làm cho nó điên loạn nghiệp báo có chạy đằng trời. Ông Thành không nhịn được lớn tiếng. Mày im đi. Mày đã giết con tao có phải không? Cả má tao là bà nội của mày đó. Tôi không có bà nội. Bà ta là người dưng và cả ông nữa. Bích Hạnh nói xong thì đột nhiên ngưng cười. Cô mở to đôi mắt nhìn ông Thành chăm chú nói tiếp. Chính tôi đã giải thoát cho cô ta. Chính tôi đã lấy lá bùa ở bốn xung quanh góc nhà lên để cho cô ta vào đây giết chết bà Hải Lý. Cũng chính tôi đã đẩy con gái cùng xuống ao vì nó không xứng đáng trong cái nhà này. Ông Thành nghe đến đây thì không thể nào chịu đựng được nữa. Ông ta khuôn mặt đỏ ngầu cuộn tay vật thành nắm đấm, nghiến răng nhìn Bích Hạnh mà vừa thở hắt ra vừa nói. Còn mất dạy, tao phải để cho mày đi theo đoàn tụ má của mày đồ nghiệp chướng. Dứt lời ông Thành liền xông tới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hai gã đàn ông từ đằng sau lao vào giữ. Bích Hạnh mỉm cười ra hiệu thì một gã liền dư chân đạp thẳng một phát vào khớp gối của ông, làm chồng ta ngã quỵ. Bích Hạnh từ từ đi tới, cô đưa bàn tay ra thì gã đàn ông còn lại hiểu ý, liền đặt vào tay của cô một con dao nhỏ. Bích Hạnh cầm con dao không chần chừ, liền rạch một đường dài vào mặt của ông Thành. Ông ta đau đớn hét lên nhưng liền bị hai gã đàn ông lập tức dùng tay bịt kín miệng lại. Bích Hạnh kê sát lưỡi dao vào cổ của ông Thành mỉm cười. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi đã nói với ông rồi phải không? Ông Thành lúc này đang vô cùng sợ hãi vì thấy Bích Hạnh đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước như vậy, thì ông ta biết chắc mình không có con đường sống. Ông ta lắc đầu ngoài ngoài như thay câu nói van xin. Bích Hạnh bật cười lớn, cô lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gì đó, rồi đưa ra trước mặt của ông Thành hất hàm nhìn ông ta nói. Ký vào đây thì ông sẽ được toàn mạng. Ông Thành liếc sơ cũng nhận ra đó chính là giấy ủy quyền và chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản. Nhưng lúc này tính mạng mới là quan trọng. Ông ta liền gật đầu thay cho câu trả lời vì miệng đang bị bịt kín. Bích Hạnh lại nhìn hai gã đàn ông ra hiệu. Họ gật đầu buông bỏ ông Thành ra, nhưng vẫn đang ở trong tư thế khống chế. Ông Thành trong tình huống này không còn cách nào khác, đành phải bắt buộc ký giấy đưa cho Bích Hạnh. Cô cầm toàn bộ số tài sản của ông Thành trong tay, rồi đưa lên cao tầm mắt, nhìn ngắm cho thật kỹ, đoạn mỉm cười quay lại nói với ông ta. Ngôi nhà này tôi có thể không cần, nhưng đất đai ruộng vườn thì nó phải thuộc về tôi. Ông Thành nghe không hiểu nhưng cũng không còn quan tâm, vì nghĩ rằng mình vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng Bích Hạnh không phải là người đơn giản, cô liếc mắt sang hiệu cho hai gã đàn ông, họ lập tức gật đầu rồi lao vào túm ông Thành, dùng con dao rồi cắt lìa đi chân của ông ta bằng một đường ngọt lịm. Ông Thành kêu rú lên một tiếng, đau đớn ngã quỵ xuống nền gạch tàu. Bích Hạnh lúc này mới cầm lấy ngọn đèn dầu, cô ngồi xuống nhìn ông Thành đang quằn quại mà ngả nghe nghiến rằng nói. Năm xưa tôi khóc thì ông đòi giết chết tôi, bây giờ tôi sẽ trông đếm thử cảm giác này nóng chảy nó như thế nào. Ông Thành nghe đến đây thì cũng đủ biết Bích Hạnh muốn thiêu chết mình, vì lúc này hai chân của ông ta đã bị cơ thể tàn phế không thể chạy nổi. Ông Thành sợ hãi cầu xin. Hạnh à không, Hoa, tha thứ cho cha sai rồi, cha biết lỗi rồi, làm ơn nghĩ tình cha con, câm miệng. Ông không có tư cách để làm cha tôi, cha chết đi. Bích Hạnh quắc mắt lên, nhìn ông Thành bằng một ánh mắt rực lửa như muốn một rào kết liễu ông ta đi cho thỏa nỗi căm thù. Nhưng cô cố kìm nén lại,
cô muốn để cho ông ta nếm trải cái mùi vị của mẹ cô ngày xưa, từ từ đau đớn mà đón nhận cái chết, để cho ông ta thấm thía được tội ác mà mình đã gây ra như thế nào. Bích Hạnh đưa mắt nhìn hai gã đàn ông như ám thị, sau đó cả ba người mới cùng nhau bước vội ra bên ngoài, bỏ lại một mình ông Thành trong căn nhà rộng lớn cùng với hai cẳng chân đang chảy máu ròng ròng. Bích Hạnh vứt ngọn đèn dầu xuống đất vì xung quanh căn nhà được cô tầm sẵn dầu hỏa rất dễ dàng bốc cháy. Cả căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa cùng với những cột khói đen đang cao vút sáng chói cả một vùng trời. Bích Hạnh nhìn ngọn lửa, cô mỉm cười với một khuôn mặt lạnh tanh không hề vương nại một chút cảm xúc gì thương xót. Mấy năm sau đó thì bà Ngọc cũng vào chùa quy y vì không còn vướng bận chuyện hồng trần. Bà cũng biết Bích Hạnh là đứa trẻ năm xưa may mắn còn sống sót sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng, nhưng lại không hề biết giữa cô và chồng mình còn có một mối quan hệ ruột rà máu mủ. Mặc dù vậy nhưng mà giữa Bích Hạnh và Đức Nhân cũng không còn được công nhận là vợ chồng nữa, vì bà Ngọc vẫn đinh ninh rằng Lệ chính là chị họ của ông Thành, thì tức cũng là cô họ của Đức Nhân. Không may là giữa hai người chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt, cho nên mọi chuyện vẫn có thể được cứu vãn. Bích Hạnh không trả thù bà Ngọc hay Đức Nhân vì cô cho rằng họ có tâm địa hiền lành. Một người là bị vô tình cuốn vào, còn một người là bị thế hệ đời sau, cho nên cô mới nương tay mà không truy cùng giết tận. Sông lá bắt đầu bước vào mùa xuân rộn ràng trong từng tia nắng ban mai, đang trải dài trên một khoảng sân mang theo không khí thật an lành, thật dễ chịu, thật vô cùng ấm áp. Mỹ Hoa ngồi trong căn nhà mới khang trang ung dung hấp một ngụm trà, cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời trong xanh. Bất giác ngó lên thấy những cánh chim đang trao lượn mà trong lòng tự nhiên thấy thanh thản yên bình. Mỹ Hoa ngồi đó tự nói một mình như đang thầm cầu nguyện. Mẹ, con gái hạnh phúc rồi, mẹ ra đi thanh thản, nếu có kiếp sau con cũng xin được làm con của mẹ để bù đắp lại những nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng cả cuộc đời vì số phận và vì con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.